Bà ơi, Ơi kêu sắp chỗ lau lại cái bàn coi bụi bặm không. Lau bàn ghế cho thiệt sạch Dạ rồi thay cái khăn ở trên phòng ăn nghe chưa, dạ chắc khách cô hai. lo làm đi, ở đó mà nhiều chuyện, khách của ông bà chứ cô hai cô ba nào. Dạ Hôm nay á có vợ chồng ông hội đồng Cao Vĩnh Thạnh ở dưới Mỹ Tho lên chơi, dạ rồi á có cậu Dr. Vĩnh Xuân mới đi học bên Tây về, còn á coi bài đồ ăn cho khéo rồi mang lên phòng ăn nghe chưa. dạ Ủa, con Tân nó chưa về hả bà? có thấy tâm dạng gì đâu, con này thiệt tệ, đi đâu giờ không biết nè. Nó nói bà không mua trái cây, nó lái xe ra chợ Sài Gòn mua trái cây chứ đi đâu. Bộ nó sai bầy trẻ đi không được sao, mắc gì nó phải đi. Đây rồi á, vợ chồng anh hội đồng lên tới, nó về không kịp, ăn nói sao với người ta. Chưa đâu, anh hội đồng á đánh dây thép lên nói là anh chỉ còn ghé ăn cơm trưa ở Mỹ Tho đó, tới đây á cũng 2:30 3 giờ. Thì bây giờ chắc cũng gần 2:30 rồi. Chưa, tôi mới giờ mới đồng hồ trên nhà mới 2:10 à, chắc là con Tân nó về tới bây giờ đó. Nghe nói đâu tuần trước á thi đậu tú tài kỳ nhì kỳ ba gì đó, không hiểu nhà bên đó tính toán cái kiểu gì mà cho con gái theo tây theo ô. Tôi nhận tới già nó cái chuyện hoài, thấy con Tân nó là đứa đàng hoàng, có gì đâu mà lo. Thì tôi đánh tiếng trước á cho 2 tiếng con ông tính. Theo tây không phải là xấu mà, miễn sao còn giữ được cái đất đai con gái anh em. Thiệt tình cái con này, tôi đã biểu đừng đi mà nó có nghe lời tôi đâu. Khéo lo, giả dụ như anh chị hội đồng á với cậu đốc tờ tới trước thì có sao đâu. Ông này nói ngộ à, ở đời có ai đi coi vợ cho con mà tới nơi phải ngồi đợi nàng dâu chứ. Ông cưng con rồi con nó muốn gì ông cũng chiều, đây rồi nó hư cho ông coi. Ôi, coi vợ cái giống gì không biết. Nhà mình với anh chị hội đồng á, hai đàn đã hứa làm chui với nhau mấy năm nay rồi, sắp nhỏ đó cũng trao đổi hình ảnh thư từ qua lại với nhau rồi. Bây giờ cậu đốc tờ về nước là cho hai đứa nó gặp mặt với nhau, chứ coi vợ cái giống gì. Dĩ như á, vợ chồng anh chị hội đồng có tới trước thì mời anh chị ngồi chơi chờ anh Tân một chút, có chết chóc gì đâu bà sợ. Làm xui mà ông nói như là chuyện chơi vậy. Tôi biết chuyện xui gia cưới hỏi á là chuyện hệ trọng, đối với ai khác cả.
Không lẽ vợ chồng anh hội đồng chính thành á lại làm khó làm dễ mình? Chứ lại thời nay á, kìa, vừa nhắc anh chỉ tới kìa. Chết chưa, nói có sai đâu, cái con Tân này thiệt à. Mừng chị mới tới. Chào anh chị. Đi đường có mệt lắm không chị? À, dạ không. Sao cháu không biểu shipper cầm lái mà tự chạy chi cho nó mệt? Dạ. Tôi cũng nói với nó như chị vậy đó. Nhưng mà nó nói tự cầm bánh lái cho quen đường xá. Mai mốt có tới lui á cũng khỏi mất công làm phiền ai. Nhưng mà coi bộ cậu cả hơi đừ. Vì đường xá bên xứ mình á không có tốt bằng đường ở bên Tây. Dạ, chị nói cũng phải. Hôm cháu về á, tàu tới lúc mấy giờ? Dạ, tàu tới đúng 4 giờ. Hèn chi, bắt nghe người ta nói á, 5 giờ tàu về, đúng 5 giờ á, bắt ra bến. Nhưng tàu đã về từ lâu rồi, hành khách lên hết. Bắt đi tìm anh chị hội đồng khắp nơi mà không gặp. Tàu vừa tới, vợ chồng tôi rước thằng nhỏ, rồi chạy về cai lậy luôn. Dư đâu? Dạ. Dạ thưa ông. Chị shipper á, lái xe của ông bà Vĩnh Thạnh nè, vô gara cho nó mát. Dạ. Thôi, mời anh chị với cháu vô nhà uống nước. Dạ. Mời anh ngồi. Dạ. Mời đi cháu. Dạ. Mày trẻ đâu? Dạ, con mời bà. Mời chị. Cảm ơn chị. Dạ, con mời ông. Mời anh uống nước. Dạ, cảm ơn. Uống nước đi cháu. Từ bên Tây về bên này, ở dưới tàu thay mấy ngày, chắc là mệt lắm hả cháu? Dạ, ở dưới tàu lâu nên hơi tù túng một chút. Mà cháu về đã 3 bữa nay, nghỉ ngơi cũng đã khỏe rồi. Uống nước đi cháu. Bây giờ lấy được bằng cấp y khoa tiến sĩ rồi, về đây cháu định xin vô ngạch lương đi nhà nước làm, hay là mở phòng khám bệnh riêng ở ngoài? Dạ, cháu muốn mở phòng khám bệnh, cho thuốc riêng, đặng cháu có thời gian thông thả, khảo cứu thêm cái nghề thuốc. Thưa thế má, con mới về. Con đi mua trái cây gì mà lâu dữ vậy? Để cho hai bác thì cậu đốc tờ chờ nãy giờ đó. Đi cái gì lâu dữ vậy con? Con thưa hai bác mới lên chơi. Chào. Biết anh về hổm rài mà không có biết cách nào để gặp được. Sao, đã quen với khí hậu xứ An Nam mình chưa? Giờ này bên Tây cũng đang là mùa hè, nên vậy gặp cái nóng của xứ mình cũng không có chi là quá đột ngột. Dường như cô hai đi đâu mới về thì phải. Em lấy xe ra Sài Gòn mua trái cây. Má em chuẩn bị đón khách quý, mà sai tụi nhỏ mua toàn bánh. Em nghĩ bên Tây thiếu gì bánh, nên mới chạy ra mua mấy thứ đặc sản ở quê nhà hầu đãi anh. Cô nói cô tự cầm bánh lái xe hơi đó hả? Thưa phải. Mới đầu con cứ tưởng lái xe hơi là chuyện nặng nhọc, chỉ dành cho đàn ông. Nhưng hóa ra... Thôi, hay ho gì cái chuyện cầm bánh lái. Tại ông nhà tôi ông cưng nó quá, nó muốn cái gì ông cũng chiều. Đi anh, để ở bên này cho người lớn nói chuyện. Anh đi qua phòng ăn, em cho anh thưởng thức trái cây ăn nam. Đi anh. Dạ con xin phép. À. Dạ thưa bác. Con gái đời nay dạn dĩ quá. Tại ông nhà tôi á, ông cho nó học chữ Tây nên tánh nó như đầm á. Tôi rầy nó hết sức vậy á, muốn sửa cho nó theo gái An Nam mà chưa có sửa được. Sống đời nào á phải theo đời nấy, sửa cái giống gì.
đàn ông thời nay họ ăn ở cũng như giao thiệp đều theo Tây Âu. Bởi vậy đàn bà con gái cũng phải thay đổi cách sống theo kiểu tân thời. Có như vậy thì mới hợp ý nhau được. Không biết anh chị có tính chừng nào tổ chức đám cưới cho sắp nhỏ hay chưa? Nói về hôm nay, vợ chồng tôi cũng có dò hỏi ý của nó. Nó nói thủng thẳng ít ngày rồi hẳn hay. Có gì đâu gấp gáp. Nếu đã tính tổ chức cưới, xin anh chị cho hay sớm sớm một chút. Chứ đừng gấp gáp quá, sắm đồ không kịp. Chắc là phải bỏ lễ hỏi xong rồi mới định ngày cưới chứ chị. Vợ chồng tôi á hứa làm chui với anh chị mấy năm nay rồi, mà tụi sắp nhỏ nó cũng biết chuyện đó. Bây giờ cậu đốc tờ về nước, chừng nào muốn cưới thì cưới, bài đặt lễ nghĩa anh chi cho thêm phiền phức. Thời đại văn minh mà sống theo tục xưa coi kỳ quá. Bởi vì được anh chị thương nên mới dễ như vậy. Vợ chồng tôi mang ơn lắm. Tôi với anh mà khó dễ cái giống gì. Anh chị muốn kiểu gì cũng được, miễn tiện thôi. Anh đã nói như vậy, thôi để tôi về tính việc nhà ít bữa rồi tôi lên. Hoặc là tôi sẽ gửi thơ cho anh hay. Anh uống nước. Anh ăn thêm sầu riêng đi. Chứ ở bên đây có thứ này đâu mà ăn. Anh ăn nhiều nhiều vô. Chứ ăn gì mà nhỏ nhẹ như con gái vậy. Người ta nói nam thực như hổ. Cô biết không, người Tây họ phục dân ăn nam mình cái khoản ăn sầu riêng. Bởi vì xứ họ không có loại trái cây nào mà nặng mùi như vậy. À, em hiểu rồi. Thì ra là vậy. Hèn gì mà anh cứ ăn nhỏ nhẹ. Sống bên Tây 5 năm, chắc anh cũng muốn kỵ cái mùi sầu riêng xứ ăn nam mình rồi chứ gì. Không đâu, tuy sống ở bên Tây lâu nhưng tôi vẫn giữ được lề thói ăn nam. Tôi đặc biệt đề cao những phong tục tập quán của dân mình. Chẳng hạn như con cái phải biết kính trọng và phụng dưỡng cha mẹ. Đàn ông phải là chủ gia đình. Đàn bà phải phục tùng chồng. Và phải công dung công hạnh. Nè em. Dạ, em lên nhà lớn thưa với ông bà. Mời khách vào phòng ăn. Ăn bánh uống nước. Dạ. Trời mát rồi, mình ra sân chơi cho khoảng khoát đi anh. Sân nhà em trồng nhiều hoa lắm, mà nhiều nhất là hoa hồng. Dẫu biết hồng xứ An Nam mình chẳng thể so với hồng ở bên Tây, nhưng dù sao nó cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Đi ăn. À, ruộng anh năm nay lúa tốt không? Khá lắm anh. Nhờ mưa thuận gió hòa nên cũng không đến đổi nào. À, cái sở ruộng của anh trong kinh mới, anh bỏ hoang uổng quá. Nghe nói phía trọng năm nay họ làm lúa trúng dữ. Ruộng vườn của tôi năm nay á, đỡ lắm chị. À, không nhờ bọn tá điền á, thì tôi làm sao được như vậy. Tôi nói là giỏi lắm chị. Tôi mua sở đất á, ít 30.000 bạc. Làm mấy năm trời thất hoài, lỗ thêm 10.000 bạc nữa. Số tôi xui, nản quá, bỏ người làm ruộng. Bây giờ tôi dồn sức lo cho sở cao su của Củ Chi á, với lại vườn sầu riêng ở Bình Nhâm. Cao su lúng đầy có giá không anh? Có lên chút đỉnh. Nói chung là làm ăn cũng được. Còn trại cưa của anh có khá không?
Mấy năm trước á thì đủ vốn chứ không có lời. Từ năm ngoái tới giờ á, coi mồi cũng khá. Cái sở ruộng của anh trong kinh mới, để coi ai muốn mướn, tôi chỉ lên gặp anh. Mùa này lúa phía trọng trúng dữ lắm, và sang năm thiếu gì người muốn mướn. Ở dưới á, có ai muốn mướn á, anh làm ơn thay tôi cho mướn giùm. Chứ tôi ở trên này á, mà xuống dưới làm ruộng á, bất tiện lắm. Dạ. Dạ, cô Hai nói con thương với ông bà, mời khách qua phòng bên ăn bánh uống nước. Dạ. Thôi, mời anh chị qua phòng bên. Dạ. Hôm em thi đậu tú tài kỳ nhì thì anh đã xuống tàu rồi. Em không biết làm sao để báo cho anh hay được. Định gửi thư qua Singapore để chặn tàu của anh. Mà rồi em nghĩ để anh về sẽ cho anh hay, đặng anh bất ngờ chơi. Tôi mừng cho cô và thật lòng có lời khen cô. Anh kêu bằng em đi, kêu cô hoài nghe lật lạc lắm mà. Anh mà cứ kêu cô nữa là em giận đó, biết không? Nếu em cho phép thì tôi mới dám. Cho phép liền, được chưa? Sao? Ở Paris, hoa lệ quen rồi. Hổm rày, về cai lậy. Chắc anh buồn dữ hả? Đi lâu ngày về, gặp lại cha mẹ, ông bà thì mừng. Chứ có buồn gì đâu. Phải rồi. Tại anh mới về thì anh mừng. Chứ ở lâu lâu nữa, anh buồn cho anh coi. Em biết chợ cai lậy mà. Mấy năm trước, bé em về làm ruộng ở đó. Em có xuống chơi. Lần nào cũng có ghé thăm hai bác. Chợ thì chật hẹp, đường xá nhỏ xí. Hễ ra khỏi chợ thì tứ phía là đồng ruộng. Cảnh coi buồn chết. Ở nhà quê thì vậy chứ sao? Buồn lắm, chắc em không ở nổi đâu. Chung quy cũng bởi thói quen. Ở đây cô quen với các cuộc vui kiểu thị thầm. Xong ở quê cũng có những ưu thế của nó. Chẳng hạn như phong cảnh hữu tình, không gian yên tĩnh, dễ làm cho đầu óc của mình thư thái. Nếu anh muốn thư thái, yên tĩnh, thì mình lên miệt trên cao ráo hơn. Để bữa nào em dắt anh lên sở cao su của tía em, trên Củ Chi cho anh coi. Yên tĩnh mà sạch sẽ lắm. Còn vườn sầu riêng ở trên Bình Nhâm thì còn vui hơn nữa. Hay... để thủng thẳng rồi em sẽ dắt anh đi chơi cho biết đây biết đó. Tuy sống ở bên tay nhiều năm nhưng tôi vẫn yêu đồng ruộng. Hễ ngó ra đồng ruộng là trong lòng tôi cảm thấy vui vui. Nói chung mỗi nơi đều có thú vui khác nhau. Ở ruộng đến mùa cấy rồi, mình đi theo mấy bờ mương mà câu cá. Nói thiệt tôi mê lắm. Đâu chỉ ở dưới quê, ở trên này câu cá cũng được vậy. Qua tại cư của tía em ở bên rạch ông, rồi ngồi trên cầu mát mà câu. Cá ăn giật không kịp. Em cũng đi câu hoài đó chứ. Nếu như anh thích thì em sẽ dẫn anh đi. Anh qua đây. Đây là khóm hồng một tay em chăm sóc. Anh coi có đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Mấy khóm hoa kia là bọn đầy tớ mà chăm sóc. Riêng khóm hồng này tự tay em vô phân tưới nước. Em mê hoa hồng lắm, nhưng chắc không đẹp bằng hồng ở bên Tây đâu, phải không anh? Hồng này cũng đẹp đó chứ. Con ơi, vô thưa hai bác rồi về. Còn ghé Cần Đức cho nó sớm con. Chiều rồi đó. Ủa, gấp vậy sao anh? Tôi phải ghé qua Cần Đức thăm ông bà ngoại tôi. Mấy năm nay tôi chưa gặp lại ông bà. Vậy mà em cứ tưởng anh và hai bác ở lại ăn cơm. Ai về... Xin lỗi cô, để khi khác vậy. Lại cô nữa rồi. Anh mà còn gọi như vậy nữa là em phạt anh đó.
Khoan đã anh, em muốn anh giữ lại cái này để đừng quên ngày hôm nay. Cảm ơn cô. Chú hai bác con về. Dạ chào hai bác. Còn gái còn đứa coi không được. Hồi trước á, đàn trai người ta đi hỏi vợ mà gặp phải đứa con dâu tương lai lý lắc như mày á, người ta chạy dài, chừng nào mới dám rớ. Bà thủ cụ quá, ăn theo thuở, ở theo thì chứ. Ông này, cha con thấy sao? Chứ cái thứ gái tân thời như vậy á, tôi coi chướng mắt lắm à. Chưa chi bà đã có ác cảm với người ta. Gái tân thời thì không được cái chỗ nào chứ. Ở đời nay con gái á mà cặp bánh lái xe hơi, nói năng thì không thèm giữ ý giữ tứ gì hết. Đã vậy còn níu tay níu chân đàn ông con trai giữa thanh thiên bạch nhật, trong khi đó có phải là vợ chồng đâu kia chứ. Ăn theo thở, ở theo thần. Bà không nghe đại đạo nói à? Đàn ông đời nay người ta ăn ở cũng như giao thiệp theo kiểu người Tây Âu. Bởi vậy đàn bà con gái cũng phải tân thời mới hợp với nhau chứ. Muốn gì thằng Dương sinh nhà mình cũng là dân Tây học. Tây Âu gì á thì tôi không biết, nhưng nam nữ phải thọ thọ bất thân. Hồi trước năm nào nó cũng xuống thăm mình mấy lần, tôi thấy bà cũng chịu nó lắm. Bác cháu cũng tâm đầu ý hợp mà, đâu thấy gì chê bai. Vì sao bây giờ mình với anh chị đại đạo đã hứa làm xuôi với nhau mấy năm nay rồi. Hơn nữa hai đứa cũng giáp mặt rồi thơ từng qua lại. Người lớn nói một là một, hai là hai, không thể nuốt lời. Ông hứa thì ông ở đó mà ông giữ lời, chứ tôi thì tôi đâu có hứa. Bà này ăn nói nghe lạ chưa kìa. Cưới chồng là một chuyện, ý định của mình lại là chuyện khác. Tất nhiên chị chưa kịp nói gì với Marshall, nhưng chị tin là sẽ thuyết phục được ảnh. Dù gì ảnh cũng là dân Tây học đàng hoàng chứ bộ. Tây thì Tây, nhưng nói chung đầu óc mấy ông đàn ông mình còn an nam lắm. Họ không dễ chấp nhận loại gái tân thời như tụi mình đâu. Hôm bữa Marshall có ghé thăm, chị cũng dắt ảnh ra đây. Chị nói dẫu biết hoa hồng xứ An Nam mình chẳng thể nào so với hồng ở bên Tây, nhưng dù sao nó cũng có vẻ đẹp riêng của nó. Ngụ ý của chị là muốn Marshall đừng coi thường con gái An Nam mình. Rồi Marshall của chị phản ứng là làm sao? Ảnh không trả lời mà chỉ tủm tỉm cười, coi bộ thấm ý lắm. Nói chung số chị cũng hên. Hên gì đấng phu quân tương lai mà cha mẹ đã nhắm cho. Tánh tình có vẻ dễ thương, lại hiền lành. Nhưng mà theo chị, trong hai kế hoạch của mình, ảnh sẽ ủng hộ kế hoạch nào? Chị thiết nghĩ là người đã lặn lội qua tới tận bên Tây để học, thì chắc ảnh cũng cổ suý cho chuyện thành lập một nữ nhi học hiệu. Bởi dù sao mở một tờ nhật trình để bên vực giới nữ ở xứ mình thì xưa nay chưa có tiền lệ. À, chị đã tỏ ý của mình cho hai bác biết chưa?
chưa? Chị chưa nói. Bàn soạn cho dữ mà cuối cùng hai bác không ưng thuận thì cũng hoài công. Về phía ba chị thì khỏi lo, chị là con gái cưng của ổng mà. Bảo đảm chị nói gì ba sẽ nghe nấy. Chẳng những mở nữ nhi học hiệu hoặc lập một tờ nhật trình, chứ chị đòi đi tay học ổng cũng gật đầu. Con má chị, đàn bà An Nam mình thì em khỏi cần phải hỏi. Má chị muốn chị lấy chồng, để cho má một bầy cháu ngoại ngồi trên đống của ăn cho tới hết đời. Bởi vậy mình mới cần tới một nữ nhi học hiệu. Xét cho thấu đáo thì má chị có lý. Chức năng lớn nhất của đàn bà là lấy chồng, sanh con để nối dõi tông đường. Em coi bộ cái ước mơ của tụi mình khó bề thực hiện khi mà... Chị đã nói rồi, có chồng là một chuyện, ý định của tụi mình lại là chuyện khác. Chứ bộ chị Thiên Hương không có chồng sao? Phần chị cũng tại cha mẹ sắp đặt, chứ chị đã muốn đâu. À, xe hơi của bác giật quy và chị Thiên Hương. Thấy chị Linh ghê chưa? Vừa nhắc tới thì chị Thiên Hương đã có mặt rồi. Nông nổi này á mà ông còn ngồi bật cửa đó, đụng đỉnh nhổ tóc ngứa. Nước đã đến chân rồi mà ông không chịu nhảy á thì tôi cũng lấy làm lạ. Việc làng việc nước thì ông họ ông hét thiếu điều cũng ra lửa, vậy mà có chút chuyện nhà thì ông... Tôi đã nói rồi, quân tử nhất ngôn. Tôi là người lớn, thà cắn lưỡi tôi chết chứ không thể nuốt lời. Chạy xe vô gara cho cậu. Dạ. Ông chỉ cần viết cái thơ cho ông bà đại đảo là xong, có ai bắt ông mần cống lên kiểm xuống gì đâu. Tôi không biết, muốn viết lách gì đó thì bà cứ viết đi. Tôi không thể bán rẻ danh dự của mình. Ông cũng biết tôi với thằng Vĩnh Xuân là phận thê tử. Nếu tôi là chủ gia, tôi đã giết từ thời ông Thắng Quảnh nào rồi, chứ đâu có cần nhờ cậy tới ông. Chứ tôi hỏi bà chê con nhỏ đó là chê cái chỗ nào? Tôi không có chê, mà thằng con ông nó chê. Nhưng mà ông cưới vợ cho con ông hay là ông cưới vợ cho ông? Bà cấm hậu. Tôi cấm. Thưa ba má, con mới về. À con, ngồi đi con. Có hỏi thăm được gì không con? Dạ, có một người anh em bạn giới thiệu cho con một chỗ. Anh nói nơi này thuận lợi cho việc mở bệnh viện, bao gồm một ngôi nhà lớn, một dãy phố. Nếu có tiền thì anh đã mướn rồi. Người anh em bạn con học về ngành gì? Anh cũng đỗ y khoa ở Paris giống như con, nhưng trước con một năm. Hồi ở bên bển, tụi con là bạn bè chơi thân với nhau. Bởi vậy con tính hôm nào phải lên Sài Gòn coi cho tận mắt. Đó, thằng con ông nó về rồi đó. Không tin ông hỏi nó thử coi. Dạ, cảm ơn cô.
Sợ gì nãy giờ tôi có ý chần chừ là vì tôi muốn dành cho hai cô sự bất ngờ thú vị, nhưng mà hình như tôi đã bị tổ trát rồi. Thôi, vậy thì mời mọi người. À, đây rồi. Thành thật xin lỗi quý cô nương vì sự chậm trễ của tôi. Tôi biết không, vì mãi nghĩ ngợi chuyện đâu đâu nên mò đạp xe hút cả chợ Bến Thành mới biết mình bị lạc đường. Thôi được rồi, ngồi đi. Bác Nhật Huy nói sẽ dành cho tụi em một sự ngạc nhiên. Mà đúng là ngạc nhiên thật. Kể cũng khá lâu rồi chúng ta không họp mặt nhau. Từ cái bữa ở tàu đàn hội quán, chúng ta bàn với nhau về chuyện lập tờ nhật trình. Tôi cũng ngạc nhiên không kém, vì anh bác Nhật Huy đâu cho tôi biết cuộc vui hôm nay gồm những ai. Cô Thanh Tân, cô Thanh Lệ, các cô vẫn khỏe chứ? Thưa anh Hạo Nhiên, chị em chúng tôi không những khỏe mà còn muốn sớm thực hiện ý định của mình thành hiện thực. Không biết anh có còn giữ lời hứa là sẵn sàng cộng tác với chị em chúng tôi hay không vậy? Thưa cô Thanh Tân, tôi lúc nào cũng sẵn sàng. Khi nào cần gì, cô cứ việc sai bảo. Nhưng Moa muốn biết, bữa tiệc của ngày hôm nay mang ý nghĩa gì đấy? Chính em cũng muốn biết. Cũng chẳng có gì bí mật. Nào, trước tiên chúng ta hãy cùng ly cái đã. Nào, cạn ly rồi. Tao lập lại lần cuối, đây là chuyện hệ trọng cả đời, không phải muốn làm gì thì làm. Cho mẹ ăn học tử tế, giờ thành tài rồi muốn trở chứng hả? Mặc dù tao với bác đại đạo chỉ mới hứa với nhau, nhưng mày và con Thanh Tân cũng đã thơ từ qua lại, cũng đã ứng lòng. Giờ mới gặp có lần đầu rồi mày đã khăng khăng từ chối, vậy nghĩa là sao? Nếu cãi lời tao, má con mày đừng hòng vào mặt tao nữa. Thưa bà, thiệt tình họ ở bên Tây, con cứ tưởng ăn học thành tài trở về nước. Con sẽ cưới một người vợ An Nam thiệt thà, mềm mỏng, chỉ biết lo cơm nước, quần áo cho chồng. Ai dè, nếu mà cưới một người vợ như vậy, thà ở bên Tây, con cưới một con đầm còn sướng hơn. Nhưng tao biết ăn làm sao, nói làm sao với bác đại đạo đây. Ôi, hơi sức đâu mà ông lo. Ông không nghe anh chị đại đạo nói hay sao? Sống theo thở, ở theo thời. Họ dạy con gái họ dạng dĩ như đầm, thì cũng phải kiếm chàng rể giống Tây một chút. Thằng Vĩnh Xuân nhà mình tuy học Tây học U, nhưng nó chuộng con gái đầm thấm nết na. Rước cái kiểu đó về nhà, mai mốt không chừng nó leo lên đầu lên cổ của tôi với ông, nó ngồi trển á. Chừng đó ông đừng có la làng. Con nghĩ bác đại đạo và cô Hai Tân sống theo kiểu sống mới, nên chắc cũng không đặt nặng chuyện thề ước đã có giữa hai bên. Bác đại đạo từng nói đàn ông đàn bà phải sống theo kiểu Âu Mỹ, mà đối với Âu Mỹ người ta đâu có ép nợ ép duyên. Ông hứa thì ông ở đó ông giữ lời hứa đi. Ăn đi. Hèn gì người ta nói đồng vợ đồng chồng,
tác biển đông cũng cạn. Anh Bác Giật và chị Thiên Hương đã quyết định sẽ bán bớt một phần gia sản được thừa hưởng để góp vào việc mở nữ nhi học hiệu, nhằm giúp đỡ nữ giới chúng tôi mở mang kiến thức. Thì hà huống gì chúng tôi cứ đứng ngoài mà nhìn. Vậy là chỉ mới trong có mấy ngày mà đã có hai niềm vui lớn đến với chị Thanh Tân. Niềm vui chung là đã hé lộ một phần vốn liếng để gây dựng sự nghiệp. Còn niềm vui riêng, sẵn đây em cũng xin thông báo. Cậu đốc tờ Vĩnh Xuân vừa dinh quy bái tổ. Trời, vậy mà kính miệng dữ nghe. Tại sao chúng ta không tiếp tục nâng ly chúc mừng? Nào. Chúc mừng mà. Cùng đường tôi mới đành phải ngồi mà viết lá thư này, nhưng lòng dạ tôi vô cùng ái nái, mong anh hiểu. Cai lại ngày 13, kính gửi anh chị đại đạo. Trước tiên tôi gửi lời kính thăm anh chị và hai nhà. Sao trả lời để anh chị rõ về việc hôn nhân của sức mạnh. Kính anh chị, sau khi thằng Đốc Tờ Vĩnh Xuân đi thăm bà con bên nội bên ngoại đủ hết rồi, vợ chồng tôi mới dở chuyện hôn nhân mà bàn tính với nó. Nó nói bây giờ bụng nó chưa muốn lấy vợ, để ở một mình rất lâu, đặt thông thả mà khảo cứu thí nghiệm y khoa. Vợ chồng tôi sợ thất ước với anh chị nên mấy hôm rày thúc ép nó hết sức, mà nó nàng nàn quyết định không chịu cưới vợ gấp, xin ở độc thân 5-7 năm để khảo cứu ngàn thuốc cho tinh, rồi sẽ tính về gia tộc. Ông làm gì mà bực bội vậy? Bà coi nè. Thơ của ai đây? Thơ của anh chị Vĩnh Thạnh chứ của ai. Anh gửi thơ tới nói chuyện gì? Có đá động gì tới chuyện của sếp nhỏ không? Thì nói chuyện đó chứ chuyện gì. Anh nói sao? Anh có nói lỗi chuyện nào thì xin cưới không? Cưới còn khi bóc chứ cưới. Anh chị viết thơ á, xin hỏi cái chuyện hôn nhân nè. Trời đất,